tụi mình về rồi nè. Sao nhìn mệt dữ vậy? Cậu không biết đâu, gần đến kỳ thi cuối kỳ rồi còn gì. Thư viện chật kín người luôn, chỗ ngồi còn phải giành giật nữa. Với lại phải ôn bài cả ngày, lưng mỏi tay cũng đau luôn. Vẫn là cậu sướng nhất, ở lại ký túc xá ôn bài, không cần phải giành chỗ cũng không cần phải chen lấn. Các cậu đều đi thư viện thì ký túc xá để lại cho mình thôi. Ôn bài cả ngày, giờ chỉ muốn được nằm ở trên giường này đánh một giấc mà thôi. Cậu ôn bài thế nào rồi hả? Kế hoạch hôm nay thì hoàn thành xong hết rồi, cũng hiệu quả đó. Sao vẫn chưa lên nữa? Ta tới rồi. Trời ơi Tam Tẩu, cuối cùng ta cũng xuất hiện, đợi đến chóng mặt qua mắt luôn. Để các huynh phải đợi lâu, bây giờ ta sẽ đưa lên thú cho các huynh. Yeah. Tam Tẩu ơi, sao thú của ta lại là con đực vậy? Xin lỗi nha, ta cũng chú ý tới chi tiết đó. Đời người thật nhàm chán mà. Thú cưng cũng là con đực nữa, không sánh được bằng lão Tam. Bây giờ ở Thượng Hải tham gia tiệc rượu, rượu ngon trong tay, người đẹp dây quanh. Tam Tẩu, Tẩu đừng nổi giận, vậy bọn ta sẽ giáo huấn huynh ấy giúp Tẩu. Ta có giận đâu, ta rất vui mừng. Ta thấy Ngu Công dùng đúng thành ngữ đó. Trời ơi, nãy giờ ta có dùng thành ngữ gì đâu. Không thể yêu cầu quá cao ở huynh được, bốn chữ cũng coi như là thành ngữ rồi. Thật ra gặp trở ngại khi dùng thành ngữ là do khi còn nhỏ ta đã bị ám ảnh tâm lý. Bệnh ám ảnh tâm lý và tâm lý biến thái có gì khác nhau chứ? Thành ngữ Ngu Công về núi chắc mọi người đều biết. Kể về chuyện một người già dẫn đầu cả gia đình ngày ngày đào núi từng chút một. Đúng lúc ta vừa biết, không cần giải thích nữa. Biết thì tốt. Ta tên là Vu Bán Sang đúng không? Vì vậy ta thường đọc thành ngữ đó thành Ngu Công Bán Sang. Chính vì thành ngữ này mà ta đã bị giáo viên ngữ văn phạt rất nhiều lần. Bệnh ám ảnh của huynh sao còn đơn giản hơn việc ta thở ra CO2 vậy? Ôi trời ơi, quen huynh bao lâu nay thì ra bệnh teo não của huynh có từ lúc nhỏ hả? Ta vốn hiền lành, ta không nói gì đó nha. Tam Tẩu, Tẩu yên tâm về lão Tam thật sao? Thượng Hải là chốn ăn chơi xa hoa lạc thú, tiệc rượu là nơi sóng lớn tuôn trào. Không phải huynh ấy tới phong đàn bằng công việc sao? Tam Tẩu, chuyện này Tẩu cũng biết sao? Sáng hôm nay ta có đi ăn với huynh ấy mà. Ôi trời, ngay cả chuyện này mà cũng báo cáo nữa. Ê, để mình. Tam Tẩu, Tẩu chỉ mới biết một mà chưa biết hai. Đang yên đang lành bàn chuyện hợp tác sao tự nhiên lại tới tiệc rượu? Trong đó ắt có mỹ nhân kế rồi. Nếu lấy được dự án này thì lão Tam có tiền cưới vợ rồi. Tiền cưới vợ mà nhiều như vậy hả? Người ta muốn lấy Hoa Khôi Khoa mà. Là Hoa Khôi của Khoa đó. Cũng hết cách rồi. Đại thần không có lý tưởng, không muốn lấy vợ giàu. Không phải ta. Ti Ti à, quả hạch lần này cậu mua công nhận ngon thiệt đó nha. Lần sau mình cũng lên mạng mua một ít. Cậu muốn ăn thì cứ ăn đi, còn nịnh mình nữa. Có lần nào mua đồ ăn giặt mà cậu không ăn bớt ăn xén đâu. Chỉ có cậu hiểu mình thôi, vậy mình không khách sáo nữa. Vi Vi à, cậu mau lên diễn đàn trường mình đi. Có chuyện gì? Nhìn lên, coi cái này nè. Cậu coi đi.
Lại tin tức nhảm nhí gì nữa đây? Tin nóng, tài nữ nổi tiếng trường ta khiêu chiến mỹ nữ thị phi. Hấp dẫn chưa? Hôm nay vô tình lướt qua trang cá nhân của tài nữ trường ta, phát hiện ra một đoạn bài viết vô cùng mới mẻ. Thật ra tôi chỉ vô tình đọc thôi, ai ngờ vừa đọc đã thấy hấp dẫn, càng đọc càng thấy thích, nên đem lên đây chia sẻ cùng mọi người. Ái Hương Nại Nhi này là ai vậy? Cô ta dám mạnh miệng nói đại thần thích vi vi nhà mình chỉ vì ngoại hình thôi sao? Đúng là ăn nói nhảm nhí mà, quá đáng thiệt đó. Ái Hương Nại Nhi mà cũng không biết hả? Ái Hương Nại Nhi là tài nữ đó, người đang rất nổi tiếng trong trường. Cô ta thích viết về những chuyên đề cà phê, âm nhạc và nước hoa gì gì đó. Trên tạp chí thời trang còn có chuyên trang của cô ấy nữa. Cái gì mà tài nữ chứ? Rõ ràng là đang công kích người ta mà. Vậy còn cái bạn C này là ai nữa đây? Còn phải hỏi nữa sao? Không xem bình luận hả? Chắc chắn là Mạnh Dật Nhiên rồi. Nếu như năng lực tầm cao của Trí Nhất thực sự có thể là được toàn diện, vậy hiệu quả thị giác của game chúng ta sẽ vô cùng chất lượng, giám đốc Phong à. Tôi không hiểu lắm về mảng kỹ thuật, giám đốc Tiêu có thể giải thích đơn giản hơn không? Buổi tiệc mà chúng ta đang tham dự có ánh đèn rực rỡ, giám đốc Phong lại càng tỏa sáng. Nhưng ánh sáng trên người giám đốc Phong lại không chỉ dựa vào ánh đèn trên đó, mà còn được phản xạ bởi rất nhiều thứ ánh sáng khác. Năng lực của chúng tôi có thể theo đuổi thứ ánh sáng đó, mô phỏng lại một cách chân thật và hiệu quả. Giám đốc Phong, giám đốc Triệu của kỹ thuật thời đại hình như đang tìm anh. Vậy chúng ta mau qua đó đi. Dạ. Giám đốc Tiêu, khi nào anh rời khỏi Thượng Hải? Chuyến bay vào chiều mai. Vậy nếu như sáng mai anh có thời gian, có thể đến phòng làm việc của tôi uống ly nước, bàn về chuyện kỹ thuật. Được, tôi rất sẵn lòng. Dật Nhiên, nhớ lấy, là chính mình, luôn nở nụ cười. Xin thất lễ. Nhi đó có lẽ chính là bạn của Mạnh Dật Nhiên. Kiểu con gái như vậy, chắc cô ta nghĩ tất cả đàn ông trên thế giới này phải quay quanh cô ta, phải yêu cô ta say đắm. Nếu không yêu tức là kiểu người nông cạn, không có tinh tế. Hay là tụi mình đăng bản điểm của Vivi lên đi, cho cô ta xấu hổ. Đồng ý. Cứ kệ cô ta đi. Các cậu đó, đừng có làm gì hết. Vy à, có phải là cậu đang giận rồi không? Người ta khen mình có sắc có tài, mình giận gì chứ? Cô ta khen cậu chỗ nào chứ? Rõ ràng là cô ta chửi cậu não phẳng thì có. Khen ngoại hình mình đẹp đó. Với lại, những thứ như đầu óc thì phải cùng một trình độ mới chấp nhận được nhau. Vy Vy à, cậu thâm thiệt đó nha. Có là gì đâu. Theo như lời của Ngu Công nói, ngay tới một hạt cát của đại thần cũng không bằng. Vivi à, cậu thật sự là size 34C hả? Nè, thả mình ra. Thả mình ra đi mà. Mấy cậu làm cái gì vậy nè? Cậu đừng hòng ra ngoài. Đừng cho cậu ấy ra ngoài. Thả mình ra. Cô gái váy trắng kia lên lịch thế nào? Hình như để ý tôi thì phải. Lát nữa tôi qua đó nói chuyện vài câu rồi hẹn cô ta đi chơi. Là dở tật cũ của cậu ra rồi. Chuyện lần trước vẫn chưa êm xuôi mà. Cậu làm ơn nghiêm túc một chút đi. Tiệc rượu của Phong Đằng toàn là những doanh nhân thành đạt, đừng có gây chuyện. Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Tôi thấy cô ta tới đây để quyến rũ tôi thôi, đâu phải nữ doanh nhân gì đâu. Hả? Lại một người nữa tới đây, cậu đoán xem là ai?
cô ấy đi về hướng của tôi kìa. Cô Mạnh Dật Nhiên, cậu của cô, giám đốc chân của kỹ thuật chân ức, đang tìm cô đó. Hãy tin vào chính mình, sức hấp dẫn của cậu đủ làm cho Tiêu Nại chủ động nói chuyện với cậu mà. Cậu nói đúng lắm, mình thành công rồi. Thì ra là cháu gái giám đốc chân của kỹ thuật chân ức. Thấy chưa, tôi đã nói với cậu rồi mà. Đi. Vợ cậu lại ăn hiếp mình rồi. Xem ra anh không có ở nhà. Em và nhóm ngu công chơi rất vui vẻ ha. Không có, không có. Em luôn ôn tập bài vở chăm chỉ mà. Mới chỉ có anh lai vài phút thôi à. Tặng cho mấy anh ấy linh thú. Vậy tại sao anh cứ nhận được tin nhắn tố cáo em? Tố cáo sao? Đáng lẽ là phải biểu dương mới đúng chứ. Rõ ràng em tặng quà tốt nghiệp cho các anh ấy mà. Lần sau em sẽ cho một trận. Vivi, ý của em là PK. Em đừng có chơi nhiều với mấy cậu ấy, coi chừng hư người đó. Muốn đánh người không cần đích thân ra tay, để bọn họ tự hạ gục lẫn nhau. Em thấy thật ra em bị anh làm hư mới đúng đó. Rất vui được làm hình mẫu cho em. Tiêu Nại à, thời gian gấp gáp nên em phải tranh thủ thời gian ôn tập. Anh ở bên ngoài nhớ chăm sóc tốt bản thân, chú ý cẩn thận nha. Được. Tạm biệt. Xảy ra chuyện lớn rồi nè. Lại chuyện gì nữa vậy? Mau lên diễn đàn đi. Lại có tin tức giật gân gì nữa hả? Mong là tài khoản bị hack luôn cho rồi. Vivi à, công nhận miệng của cậu linh thiệt đó nha. Tài khoản của Ái Hương Nại Nhi bị hack rồi nè. Nhất định là do mấy đứa con trai của Khoa mình làm rồi. Đáng yêu thiệt đó, rất là đàn ông. Làm hay lắm, đây mới là cách giải quyết vấn đề đúng đắn của Khoa Công nghệ Thông tin chứ. Vivi, đừng lo lắng nha. Qua mấy ngày nữa thì không còn ai nhớ tới chuyện này đâu. Vivi, chuyện này có phải là đại thần nhà cậu làm không vậy? Chắc chắn là không phải. Trước giờ anh ấy không bao giờ làm mấy chuyện này đâu. Cậu làm ơn khi nói những câu như vậy thì đừng có dùng cái giọng điệu sùng bái đó có được không vậy? À phải rồi Vivi, đại thần nhà cậu phản ứng như thế nào với chuyện này? Mình không có nói. Nãy giờ cậu gọi điện thoại lâu như vậy rồi mà không có nói chuyện này hả? Vừa nghe điện thoại đã quên mất tiêu luôn rồi. Với lại đại thần đang rất bận, chút chuyện nhỏ này không cần cho anh ấy biết. Nhưng mà nếu không phải là đại thần thì ai lại thần thông quảng đại như vậy? Mình ngưỡng mộ họ lắm. Đại thần nhà người ta rất là bận đó. Rất bận, bận đó. Mỏi tay quá đi. Đây, đại ca, đến đây, đến đây. Mong tôi về được chưa, đại ca? Nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Khát nước. Có. Lấy nước đi, lại lên. Dạ, nước đây. Thoải mái không, đại ca? Cũng được đó. Đợi Lão Tam trở về, tôi còn cho cậu ta một trận nữa. Lão Tam không có ở đây thì để ông đây ra tay. Dám ức hiếp con gái của Khoa Công nghệ Thông tin hả? Đúng vậy, dám nói Tam Tẩu của chúng ta không có não. Học bổng của Tam Tẩu còn nhiều hơn của mình nữa kìa. Theo như mình thấy, chuyện này chúng ta đừng nói với Lão Tam. Cậu ấy ở Thượng Hải chắc là rất bận. Với lại dù gì chuyện đã giải quyết xong rồi, quan trọng là tốc độ cập nhật tin tức của trường mình. Nhiều lắm là 2 ngày, chuyện này sẽ lắng xuống thôi.
Vivi, cậu về rồi. Diễn đàn lại có tin tức giật gân gì mới sao? Không có, không có. Chỉ là lúc nãy đại thần Tiêu Nại có gọi điện tới, nói là anh ấy về rồi. À, nè, Vivi à, lúc nãy trong khi nói chuyện điện thoại với đại thần Tiêu Nại, vì mình không cẩn thận nên đã nói ra những lời giấu kín sâu tận trong lòng cho anh ấy biết hết rồi. Rốt cuộc cậu nói những gì? Mình nói sao anh ấy vẫn còn chưa mời chúng ta đi ăn cơm nữa. Cậu đúng là cái đồ cơ hội mà. Nếu không cơ hội thì mình biết làm gì bây giờ? Nói tiếp đi. Mình nói chọn ngày chia bằng làm liền, dù gì thì ngày mai cũng không phải thi, hay là hôm nay đi luôn đi. Bộ cậu không sợ bị đau bụng sao? Con mẹ thăm ăn nè, chắc là giao hàng tới rồi. 10 giờ hôm qua mình đã giành được đơn hàng trên mạng, không ngờ giao nhanh tới vậy luôn á. Chào chị, có Điền Ti Ti ở đây không? Là tôi đây. Dạ, hàng của chị đây ạ. Được rồi, cảm ơn nha. Dạ. Mua hết bao nhiêu vậy? 260. Đây là hàng chính hãng giá ưu đãi đó. Nếu mà bán ngoài cửa hàng thì giá cao lắm, trên mạng giảm 70% lận, rẻ lắm đúng không? Nhưng mà không phải là cái lần trước, riêng mình thì thấy cái này đẹp hơn, chất giải cũng tốt nữa. Được lắm, được lắm. Kiểu dáng kín đáo, dịu dàng hơn cái lần trước nhiều. Là loại con gái nhà lành, chắc chắn sẽ rất thích, đúng không? Không lẽ chiếc váy này chính là... Đúng vậy, là tặng cho cậu đó. Bọn mình sẽ không ăn không của người khác. Đại thần mời bọn mình ăn cơm, bọn mình không có gì báo đáp, nên tặng cậu chiếc váy này nè. Lần trước Hiểu Linh và Đại Chung mời tụi mình đi ăn, tụi mình cũng tặng đồ ngủ đôi rồi. Đừng nhắc mấy chuyện kinh dị như vậy được không hả? Cuối kỳ rồi, bọn mình không có ai còn dư tiền để dành hết đó. Bọn mình phải ăn rau dưa để tiết kiệm mua váy cho cậu nè. Cho nên hôm nay cậu nhất định phải mặc. Mình Vivi, anh dự định gọi điện cho em. Lúc nãy kẹt xe, anh sẽ về trường trễ một chút. Anh vẫn còn trên xe hả? Mấy giờ anh sẽ xuống máy bay? 3 giờ rưỡi. Vậy hay là tối nay em và anh... Vivi, chuyện kiểu này em nên nhắc nhở anh trước. Giám đốc Tiêu, những điều khoản về vấn đề bản game có hết trong hợp đồng rồi. Được rồi, để tôi xem. Vậy được. Vivi à, lát nữa nói chuyện sau, anh cướp máy trước đây. Tạm biệt. Hình như là đại thần đang trách mình, không nói cho anh ấy biết phải mời các bạn cùng ký túc xá đi ăn cơm. Các cậu đưa vé đây cho mình.只愿为你赶走所有烦恼，带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道，遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我在不用把别人寻找，因为我已经找到我们的缘分，刚好不许别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，静静围绕你
Các em có muốn đi ăn nhà hàng nào không? Quá đã, lại được ngồi xe của đại thần. Xe của đại thần quả nhiên khác với người bình thường. Khác với người bình thường ra sao? Là xe này chạy vừa êm vừa nhanh, đương nhiên là không hề tầm thường. Chuẩn, không cần chỉnh. Đây là siêu loại Jeep, nó còn có Selectoren tự điều chỉnh dựa trên địa hình. Chắc chắn là êm rồi. Hả? Xa lách cái gì? Sao nghe có vẻ rất là sang chảnh vậy hả? Cậu đúng là đồ nhà quê. Nhị Hỷ, cậu lấy lòng đại thần như vậy, đừng nói là cậu đang có mục đích gì nha. Trời ơi, cái con nhỏ này. Có chứ, đó là nhà hàng Pháp thẳng tiến. Là nơi nào vậy? Là một nhà hàng hoàn toàn mới, hôm nay mới khai trương đó. Không được, mình không muốn đi. Với lại là không phải bao tử của các cậu không phù hợp với móng tay hay sao? Đi đi mà. Đúng vậy, đi mà. Vivi, thỉnh thoảng cũng nên thay đổi khẩu vị chứ. Nhưng mà Vivi, chủ nhà nên chiều theo ý khách. Quá đã. Chủ nhà nên chiều theo ý khách. Đúng không? Sư Quỳnh thấy em thông minh không? Thông minh hả? Chỗ đó ở đâu vậy? Số 658, ở đường Trung Sơn Nam. Đây nè, cái này mình cho cậu, là loại nước hoa mới đó. Cảm ơn. Hình như là cậu ấy không biết chuyện trên diễn đàn thì phải. Dù sao thì tài khoản của mình cũng bị hack rồi, bài báo trên diễn đàn chắc cũng bị xóa. Mình nghĩ chắc không ai lỡ miệng nói chuyện này cho cậu ấy biết đâu ha. Cứ coi như là không xảy ra gì đi. Đúng là thất sách. Mình mà biết đứa nào share bài đó thì mình sẽ cho nó một trận. Rốt cuộc tình hình sao rồi? Hương Hương à, cậu tài giỏi thật đó. Cậu nói rất đúng luôn. Việc mình cần làm lúc đó là giữ nụ cười trên môi. Lập tức Tiêu Nại liền tới nói chuyện với mình. Các em vô trong trước đi, anh đậu xe rồi quay trở lại. Em đi chung với anh nha. Vivi, phải có một người chủ ở lại tiếp khách chứ. Nhanh lên. Đi thôi. Nhanh lên. Nè. Ở đó thiệt hả? Thật không uổng công đi xa hơn một chút. Vivi à, cậu nhìn cái bàn gần cái cột trong nhà hàng đi. Sao hôm nay họ lại đến đây ăn vậy? Đừng nói là tới đây dùng bữa nha. Cô gái ngồi cạnh Mạnh Dật Nhiên có phải là Ái Hương Nại Nhi hay không vậy hả? Mình thấy chắc chắn là cô ta rồi. Bộ dạng nhìn có vẻ chanh chua đanh đá lắm đó. Nhưng mà sao các cậu lại biết họ sẽ đi ăn ở đây? Thật ra thì mình không chắc cho lắm. Trước khi tài khoản của cô ta bị hack, mình có lướt qua trang cá nhân, phát hiện cô ta nói hôm nay nhà hàng này khai trương. Mình nghĩ có khi cô ta sẽ đến, nên đi thử thôi. Vậy các cậu muốn làm gì? Bọn mình chẳng cần phải làm gì hết, cũng đủ thắng cô ta rồi, có đúng vậy không hả? Mình không thích làm vậy chút nào. Giống như đang dùng đại thần thành công cụ đáp trả và khoe khoang vậy đó. Với lại anh ấy cũng đâu hề hay biết chuyện này. Vivi à, đừng nói là cậu bỏ chạy giữa chừng đó nha. Cái gì mà bỏ chạy chứ? Chuyện này đâu phải là do mình gây ra đâu. Rõ ràng là chỉ đi ăn thôi mà bị các cậu làm ra như vậy rồi. Ngay cả bữa ăn đơn thuần cũng chưa được ăn nữa. Mà thôi bỏ đi, cứ coi như họ không tồn tại. Dù sao thì cũng chỉ là ăn cùng một nhà hàng thôi mà. Một chút nữa các cậu cứ ăn nhiều nói ít cho mình nhờ, nghe rõ chưa? Mà cũng không được ăn nhiều quá. Nè Sư Huynh à, anh coi Vivi quá đáng chưa kìa.
đâu có ai tiếp khách như em chứ. Sư huynh à, Vivi đã nói như vậy, lát nữa tụi em sao dám gọi đồ ăn. Không sao đâu, tạm thời Vivi chưa quản lý bóp tiền của anh. Nếu vậy thì bọn em sẽ tranh thủ ăn nhiều một chút. Tới lúc Vivi quản chặt bóp tiền của sư huynh thì bọn em không dám hó hé gì nữa đâu. Đi thôi. Cậu cứ từ từ đi, chuyện gì cũng phải từng bước một. Ai kêu trước đây cậu dùng sai cách chứ. Không biết đại thần đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa. Vừa xuống máy bay là lái xe đến đón mình ngay. Chắc là anh ấy tưởng đây chỉ là một bữa ăn bình thường thôi, nhưng lại không ngờ còn có một mục đích khác nữa. Thôi đừng vào nữa. Đúng, sao mình lại phải vào đó chứ? Sao mình lại phải đi ăn gì thể diện? Sao mình phải chọc giận người khác, đả kích người khác chứ? Quãng thời gian tốt đẹp này lẽ ra phải bình thản, đừng suy nghĩ gì hết. Ăn một bữa thật ngon với bạn bè, với anh ấy mới đúng chứ. Em không thích chỗ này, mình đổi nhà hàng khác được không? Được, anh đi lấy xe. Làm phiền anh quá. Nếu như mà em không ngại thì em đi cùng anh nha. Anh lấy xe mau rồi về. Ở đây vẫn phải có một người chủ đi tiếp khách chứ. Các cậu đừng trách mình nha. Không có đâu, không ăn chỗ này thì ăn chỗ khác. Cậu cũng đâu có trách tụi mình giấu cậu làm chuyện này. Dù sao cũng đã dằn mặt họ, vậy là mình mãn nguyện rồi. Vivi à, thật ra cậu không cần để tâm đến họ làm gì. Mình không có để tâm. Nếu như quán này có phục vụ món cá thì mình nhất định sẽ vào trong ăn. Dù cho trong đó có 10 người như vậy thì mình cũng vẫn sẽ vào. Nhưng đây là nhà hàng món Pháp, các cậu không thích mình cũng không thích mà. Sao bọn mình lại phải vì người khác mà ép bản thân mình ăn món không thích chứ? Mình thấy không đáng đâu. Không chừng ăn xong sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa nữa. Với lại chuyện quan trọng nhất là còn cho cô ta ngắm sắc đẹp của đại thần của mình. Như vậy thì lỗ quá rồi. Được rồi, mình hiểu rồi. Nói dông dài thì cậu vẫn muốn ăn cá hấp chứ gì. Chỉ có cậu là hiểu mình nhất thôi. Nhưng đến mà không vào thì chẳng khác nào bỏ cuộc giữa chừng. Căng quá quá dở, giải quyết từ xa tốt hơn là đánh giáp lá cà mà. Hơn nữa Hiểu Linh à, đối với kẻ địch tiềm tàng, cách giải quyết tốt nhất đó chính là không cho cô ta một cơ hội để xuất hiện. Mình thấy là từ những chuyện lúc nãy mà cậu đã nói với mình thì chiến thuật của chúng ta vẫn có hiệu quả đó. Rõ ràng là Tiêu Nại đang quan tâm tới cậu hơn ngày trước. Thật ra thì sao? Theo như mình được biết, trước giờ Tiêu Nại chưa từng yêu đương gì ai hết, cho nên cậu không phải là người yêu đầu tiên của anh ấy. Đó là chuyện tốt đó chứ. Đàn ông mà, phải trải qua chuyện gì đó thì mới biết được cái gì phù hợp với mình nhất. Có thật như vậy không? Đương nhiên là thật rồi. Cậu thấy bao nhiêu mối tình đầu kết hôn hả? Lại là Nana đó. Dật Nhiên, cậu đừng tin Ái Hương Nại Nhi đó. Cậu ta vốn không có ý tốt đâu. Cậu ta dùng lời nói để che mắt cậu đó. Cậu bị lợi dụng rồi. Dạ thực đơn đi. Ha, trời ơi, lần này thì mình nhất định phải ăn món cá hấp ngang giá với món Pháp kia mới được. Xin hỏi quý khách muốn dùng món gì? Món cá hấp của chúng tôi được chế biến tại chỗ, mùi vị vô cùng thơm ngon. Là cái gì vậy hả? Dạ, đó chính là món cá đen ạ. Được, vậy hãy mang lên một con cá đen 8 kg. Xin lỗi thưa cô, chỗ chúng tôi không có cá to như vậy, chỉ có từ 2 kg đến 5 kg thôi ạ. Chọn 2 kg hay là 5 kg đi ta. Nhị Hỷ à, cậu đi cùng mình vào nhà vệ sinh một lát nha. Đi.
Nhìn trời ơi, đâu phải là học sinh tiểu học, vào nhà vệ sinh cũng rủ mình đi nữa. Dì Hỷ à, bây giờ các cậu đang thể hiện hình tượng của mình đó, có biết không? Lẽ nào các cậu muốn đại thần nghĩ mình là kẻ ham ăn sao? Nhưng mình là người gọi món mà. Nếu như đại thần có nghĩ thì cũng chỉ nghĩ là mình tham ăn thôi. Giống nhau thì mới chơi chung với nhau được. Đại thần nhìn thấu hiện tượng để hiểu rõ bản chất thì phải làm sao đây? Cho dù cậu có thèm ăn cách mấy thì cũng phải ém vô trong chứ. Vậy chọn cá 7,5 kg. Thôi thì 7,2 kg, không thể ít hơn được nữa đâu. 4 kg, 5,5 kg, 6 kg, không thể nhiều hơn được nữa đâu. Chưa làm vợ người ta mà đã như vậy rồi. Nếu như hai người kết hôn, có phải bọn mình chỉ được húp cháo thôi không? Ăn nói linh tinh không à. Xin quý khách đợi một chút. Ủa, gọi món xong rồi hả? Cá mấy ký vậy? Phải cẩn thận một chút chứ. Ý của mình muốn nói là không cần gọi cá hấp nặng ký quá đâu, nhiều nhất là 3 kg thôi. Bao tử của bọn em nhỏ lắm, lỡ gọi nhiều quá thì ăn không hết đâu. Nhưng mà lúc nãy bọn mình đã gọi cá 4 kg rồi. Vậy phải làm sao đây? Nếu như ăn không hết thì lãng phí lắm. Đại thần còn gọi thêm cho tụi mình món tôm cay nữa đó, 2,5 kg. Sao gọi nhiều quá vậy? Yên tâm, anh đã biết sức ăn của em rồi mới gọi món đó. Làm sao mà anh biết được vậy? Bọn mình nói lần trước tụ tập ăn uống, một mình cậu ăn hết một dĩa cánh gà. Tại vì dạo này thi cử nhiều nên dễ tiêu hao năng lượng thôi. Anh tin tưởng sức ăn của em. Ai cần loại tin tưởng kiểu này chứ. 4 kg cá hấp rồi thêm 2,5 kg tôm nữa. Anh đang cho heo ăn đó hả? Nè nè nè, có rượu rồi. Chúng ta mau cạn thôi. Nè. Hôm nay đại thần lái xe, không được uống rượu. Đại thần thì lái xe nên không được uống rượu. Nhưng cậu đâu có lái, nhà cậu ít nhất phải có một người uống. Cạn nha. Cạn nha, cạn nha. Nè, mời. Cạn nha. Rồi rồi, cạn cạn, từ từ thôi. Thôi chậm quá à. Nhanh lên, nhanh lên. Mình không uống nổi nữa đâu. Cảm ơn anh. Tôm hùm của quán này ngon lắm đó nha. Cảm ơn. Ngon thì ăn nhiều vô. Vivi. Làm gì vậy? Không làm gì hết. Chỉ cảm thấy bộ dạng lúc này của em rất hiếm thấy được. Vì vậy anh muốn dừng lại để ngắm em một chút. Sao lại không đi nhà hàng Pháp vậy? Mấy hôm trước trên diễn đàn có người ẩn danh đăng một bài trên diễn đàn. Họ nói là em chỉ có ngoại hình. Nói tiếp đi. Đại khái chỉ là vậy thôi. Hồi nãy em thấy họ cũng đang ăn ở nhà hàng đó. Vốn dĩ là nhị Hỷ đã biết, cho nên mới kéo tới chỗ đó. Tên gì? Ái Hương Nại Nhi. Còn gì nữa không? Còn có một người nữa, nhưng mà em không dám chắc. Mình có nên nói chuyện Mạnh Dật Nhiên không ta? Dù gì cũng chỉ là suy đoán thôi. Lỡ như không phải là cô ấy thì mình đã vu oan cho người khác rồi. Việc mình không muốn thì đừng áp đặt lên người khác. Thôi không nhắc nữa, anh tự lên mạng xem sẽ rõ. Nhưng mà anh đừng bình luận gì hết, cứ mặc kệ nó đi.
Em thấy em cũng không bị tổn thương gì. Hơn nữa Ái Hương Nại Nhi cũng khó xử lắm rồi. Chuyện đó còn tùy vào họ. Anh sợ mình không rộng lượng được như vậy. Anh đang giận thiệt đó hả? Thật sự là em không sao mà. Lúc mới đầu đúng là em có để ý một chút, nhưng mà sau đó em đã coi những lời nói của họ như động lực để vươn lên. Còn bây giờ thì những thứ vô vị đó thậm chí còn không đủ tư cách làm động lực cho em nữa kìa. Động lực của em hiện giờ chính là anh đó. Em nghĩ là mình không nên dừng xe ở đây lâu, mình về thôi. Anh không cần phải tiễn em tới nhà đâu, em tự về cũng được mà. Anh để xe ở dưới nhà, rồi anh đưa em về. Đi lanh quanh bao nhiêu vòng, rồi lại thêm vài quãng nữa, cá hầm có khi cũng tiêu quá hết rồi. Thì xong đi ăn với các bạn cùng phòng anh nhé. Dạ. Cũng được. Không thích à? Không có. Chỉ là luôn cảm thấy trạng thái giữa mình và đại thần lẽ ra là giai đoạn đang chuẩn bị yêu, nhưng bị bạn cùng phòng làm như vậy thì coi như xác định danh phận rồi. Thiếu chân thực quá. Với lại anh ấy là tiêu nại mà. Chỉ là em thấy hơi nhanh quá thôi. Thật ra nhanh chậm không quan trọng. Anh chỉ cần em là đủ rồi. Giang hồ đồn đại, có một chàng trai tình cờ gặp được Tiêu Nại ở ký túc xá. Cậu ta liền xông tới tóm lấy Tiêu Nại và hỏi rằng: Mạo muội hỏi anh một câu, anh nghĩ thế nào về chuyện trên diễn đàn vậy? Bớt quan tâm chuyện thiên hạ đi. Sao lại hỏi như vậy chứ? Không biết cậu ta có ý gì nữa đi. Mới đầu nghe thì đúng là không có gì phải để ý hết, nhưng mà nghĩ kỹ lại, đúng là vừa thăm vừa độc nha. Đặc biệt là đối với con gái, đúng là càng ngày càng thấy sợ rồi đó. Vậy mới nói Ái Hương Nại Nhi và bạn C họ Mạnh sao lại không dính dáng tới chuyện này chứ. Dù gì cũng là người đã từng theo học chủ nghĩa Mác, cậu phải nhìn rõ hiện tượng để hiểu hơn về bản chất chứ. Ái Hương Nại Nhi này sở dĩ cứ thích công kích Vivi nhà mình, nói cho cùng cũng chỉ vì bản thân không có mà thôi. Lẽ nào đây chính là sự thật? Chứ gì nữa,
Vivi à, sao đại thần nhà cậu biết cậu có gì hả? Lẽ nào anh ấy ôm cậu rồi? Mình không chịu nói chuyện này đâu nha. Mặt đã sắp rớt ra rồi nè. Được rồi, mình không quan tâm tới thân thể của cậu nữa. Nhưng chuyện đã đến nước này, cậu phải nói cho mình biết hai người ôm rồi có đúng không? Mình nghĩ đi nghĩ lại, cứ để cho cậu tò mò suốt đời luôn. Chắc chắn là ôm rồi. Tam Tổ, anh kể cho em chuyện này nha. Là thật luôn đó. Rất thật. Thật sự có người tỏ tình với lão Tam qua điện thoại. Ê, cô ấy còn nói gì đó về buổi dạ tiệc. Ai mà biết cô ấy nghĩ gì đâu chứ. Tam Tổ, lão Tam là sát thủ đó. Quá dữ. Chỉ một câu coi như xong. Đúng rồi, sao có thể đối xử với con gái như vậy hả? Các anh nói một tràng dài như vậy, rốt cuộc đại thần đã nói gì? Em nói xem, đại thần nhà em rốt cuộc đã nói gì? Anh ấy nói là cô là ai? Yeah.